Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng ta được nắn nên từ đâu, Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi. Đời loài người như cây cỏ, như cỏ hoa nở bông nơi đồng nội. Rồi một cơn gió thổi trên bông hoa, và nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhận biết nó nữa. Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài, và đức công chính của Ngài dành cho chắc chích của họ, tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo. Đức Giê-hô-va đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, vương quốc Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va là các đấng có sức mạnh làm theo mệnh lệnh Ngài và vâng theo tiếng phán của Ngài, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi cả thiên binh của Đức Giê-hô-va là đầy tớ Ngài làm theo ý muốn Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi các tạo vật của Đức Giê-hô-va ở mọi nơi dưới quyền quản trị của Ngài, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Luca chương 24. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tờ mờ sáng, các phụ nữ ấy lấy hương liệu đã chuẩn bị đem đến mộ Ngài. Họ thấy tảng đá đã lăn khỏi cửa mộ, nhưng khi bước vào thì không thấy thi hài của Đức Chúa Giê-xu đâu cả. Trong khi họ còn phân vân về việc ấy, bỗng có hai người nam mặc áo sáng chói đứng bên cạnh. Đang lúc các bà sợ hãi, úp mặt xuống đất, thì hai người ấy bảo họ: sao các ngươi tìm người sống giữa vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại khi còn ở miền Galilee, Ngài phán với các ngươi rằng: con người phải bị nạp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên thập tự giá và ngày thứ ba phải sống lại. Họ nhớ lại những lời Ngài đã phán từ mộ trở về. Họ thuật lại mọi điều ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Những người đã thuật lại các điều ấy cho các sứ đồ là Mary Magdalene, Janne, Mary mẹ của Gia-cơ và các phụ nữ cùng đi với họ. Nhưng các sứ đồ không tin, cho những lời ấy là viển vông. Dù vậy, Phi-e-rơ đứng dậy, chạy đến mộ và cúi xuống nhìn, nhưng chỉ thấy vải liệm mà thôi. Ông trở về nhà, kinh ngạc về việc đã xảy ra. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem khoảng 12 km. Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau, thì chính Đức Chúa Giê-xu đến gần và đồng hành với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận ra Ngài. Ngài phán với họ: các bạn bàn luận gì với nhau trong lúc đi đường vậy? Họ dừng lại với vẻ buồn bã. Một trong hai người tên Cơ-lê-ô-ba trả lời: có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành Jerusalem, không hay biết những việc đã xảy ra tại đó mấy hôm nay? Ngài hỏi: việc gì vậy? Họ trả lời:
Ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu người Nazareth, một nhà tiên tri có quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Nhưng không hiểu vì sao các thầy tế lễ cả cùng các nhà lãnh đạo của chúng tôi đã nộp Ngài để kết án tử hình và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Chúng tôi hy vọng Ngài là đấng sẽ cứu chuộc dân Israel. Dù sao thì việc này cũng đã xảy ra được 3 ngày rồi. Hơn nữa, có mấy phụ nữ trong số chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Lúc mờ sáng họ đến mộ nhưng không thấy xác Ngài, và họ trở về nói rằng có thiên sứ hiện đến cho biết Ngài đang sống. Vài người trong số chúng tôi cũng đi thăm mộ và thấy mọi điều đúng như lời các bà ấy nói, còn Ngài thì họ không thấy. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán với họ: các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói. Chẳng phải Đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao? Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai môn đồ đến gần làng họ định đi, thì Đức Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn nữa. Nhưng họ nài ép Ngài: xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi. Vậy Ngài vào ở lại với họ. Đang khi ngồi ăn với hai người, Ngài lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra trao cho họ. Bây giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất. Hai người nói với nhau trong lúc đi đường: Ngài nói chuyện và giải nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao? Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại và nói: Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi hai môn đồ thuật lại việc đã xảy ra trong khi đi đường, và họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh như thế nào. Khi hai môn đồ còn đang nói về những việc ấy, thì Đức Chúa Giê-xu xuất hiện giữa họ và phán: bình an cho các con. Các môn đồ đều giật mình sửng sốt, tưởng thấy thần linh. Ngài phán: tại sao các con bối rối và lòng các con vẫn còn hoài nghi như thế? Hãy nhìn tay và chân ta, thật chính ta, hãy chạm đến ta xem. Thần linh thì không có thịt xương, mà các con thấy ta có đây. Nói xong, Ngài giơ tay và chân ra cho họ xem. Trong khi các môn đồ chưa tin vì quá vui mừng và kinh ngạc, thì Ngài phán với họ: ở đây các con có gì ăn không? Các môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy và ăn trước mặt họ. Ngài phán: đây là những lời mà ta đã phán với các con khi ta còn ở với các con. Mọi điều đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. Ngài phán: có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba sẽ từ cõi chết sống lại. Người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước vì sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các con là những nhân chứng về các việc đó. Ta đây sẽ ban cho các con điều cha ta đã hứa. Còn về phần các con, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Sau đó, Ngài dẫn các môn đồ đến gần làng Bethany và giơ tay lên ban phước cho họ. Đang khi ban phước, Ngài lìa các môn đồ và được đem lên trời. Các môn đồ thờ phượng Ngài rồi trở về thành Jerusalem với niềm vui tràn ngập. Họ tiếp tục ở trong đền thờ chúc tụng Đức Chúa Trời. Ezechiel chương 11. Thần cất tôi lên và đem đến cổng đông nhà Đức Giê-hô-va hướng về phía đông. Này, tại lối vào cổng, tôi thấy có 25 người. Trong đó có Gia-a-sa-nia, con trai A-xua, và Phê-la-tia, con trai Bê-na-gia, đều là những người lãnh đạo của dân chúng. Ngài phán với tôi: hỡi con người, đó là những người toan tính điều gian tà, lập mưu độc ác trong thành này. Chúng nói: hiện nay chưa đến thời kỳ xây nhà, thành này là nồi, chúng ta là thịt. Vì thế, hãy nói tiên tri chống lại chúng. Hỡi con người, hãy nói tiên tri đi. Thần của Đức Giê-hô-va giáng trên tôi và bảo tôi: hãy nói đi. Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: hỡi nhà Israel,
các ngươi đã nói như thế vì ta biết những suy nghĩ trong trí các ngươi. Các ngươi đã giết rất nhiều người trong thành này và làm cho đường phố đầy xác chết. Cho nên, Chúa Giê-hô-va phán, những kẻ bị giết mà các ngươi đã để giữa thành là thịt, mà thành là nồi, còn các ngươi sẽ bị đem đi khỏi đó. Các ngươi sợ gươm đao, nhưng ta sẽ khiến gươm đao đến trên các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy, ta sẽ đem các ngươi ra khỏi thành này và phó các ngươi vào tay dân ngoại để trừng phạt các ngươi. Các ngươi sẽ ngã bởi gươm. Ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới Israel và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Thành này sẽ chẳng làm nồi cho các ngươi và các ngươi sẽ chẳng là thịt trong nồi. Ta sẽ trừng phạt các ngươi tại biên giới của Israel. Bây giờ, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va vì các ngươi đã không bước theo luật lệ ta, không vâng giữ các phán quyết ta, nhưng các ngươi đã làm theo tiêu chuẩn của các nước chung quanh mình. Khi tôi đang nói tiên tri, thì Phê-la-tia, con trai Ben-a-gia chết. Tôi sắp mặt xuống và kêu lớn tiếng rằng, ôi, lạy Chúa Giê-hô-va, Ngài sắp diệt hết dân sót lại của Israel hay sao? Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hỡi con người, dân cư thành Jerusalem đã nói với chính anh em ngươi, tức là bà con ngươi và tất cả mọi người thuộc nhà Israel rằng, hãy lìa xa Đức Giê-hô-va đi, đất này đã được ban cho chúng tôi làm sản nghiệp. Vì thế, hãy nói với họ, Chúa Giê-hô-va phán, mặc dù ta đã dời họ qua các dân tộc, đã phân tán họ trong nhiều nước, ta vẫn còn là nơi thánh cho họ trong một thời gian ngắn tại các nước mà họ đi đến. Vậy nên hãy nói, Chúa Giê-hô-va phán, ta sẽ tập hợp các ngươi lại từ giữa các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước mà các ngươi bị tản lạc, và ta sẽ ban đất của Israel cho các ngươi. Họ sẽ đến đó và sẽ loại bỏ mọi vật đáng ghét và đáng ghê tởm của nó khỏi nơi đó. Ta sẽ ban cho họ một tấm lòng mới, phú thần mới trong họ, cất lòng bằng đá khỏi xác thịt họ, và sẽ ban cho họ lòng bằng thịt, để họ đi theo lề luật ta, vâng giữ và thi hành các phán quyết ta. Họ sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ. Nhưng các kẻ để lòng mình ham mê những vật đáng ghét và ghê tởm thì ta sẽ làm cho đường lối họ đổ lại trên đầu họ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Bấy giờ, các cherubim dương cánh lên với các bánh xe bên cạnh chúng, và vinh quang Đức Chúa Trời của Israel cũng ở trên chúng. Vinh quang của Đức Giê-hô-va cất lên từ giữa thành và dừng lại trên núi về phía đông của thành. Thần cất tôi lên và trong khải tượng, tôi được thần của Đức Chúa Trời đem đi qua xứ Canh Đê, đến với những người đang bị lưu đày. Rồi khải tượng mà tôi đã thấy rời khỏi tôi. Bây giờ tôi thuật lại cho những người đang bị lưu đày mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho tôi. Ê-xê-chi-ên chương 12. Có lời Đức Giê-hô-va lại phán với tôi, hỡi con người, con đang ở giữa nhà nổi loạn. Họ có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì họ là nhà nổi loạn. Vậy hỡi con người, con hãy chuẩn bị hành lý lưu đày và đi lưu đày giữa ban ngày trước mắt họ. Hãy làm kẻ lưu đày, đi từ nơi con ở đến một nơi khác trước mắt họ. Mặc dù họ là nhà nổi loạn, nhưng biết đâu họ sẽ suy nghĩ lại. Con sẽ đem hành lý của con ra như hành lý của kẻ bị lưu đày trước mắt họ giữa ban ngày. Rồi buổi chiều, chính con sẽ ra đi như một kẻ lưu đày trước mắt họ. Con cũng đục một cái lỗ qua tường trước mắt họ, rồi từ lỗ đó đem vật dụng của con ra. Trước mắt họ, con sẽ mang hành lý trên vai và đem đi lúc trời tối. Con hãy che mặt để không thấy đất này, vì ta đã đặt con làm một điềm cho nhà Israel. Tôi làm theo lời Chúa đã phán dặn. Tôi đem hành lý của tôi ra như hành lý của kẻ bị lưu đày giữa ban ngày. Và đến chiều tôi tự tay đục một lỗ qua tường. Tôi mang hành lý trên vai và ra đi trong đêm tối trước mắt họ. Sáng hôm sau, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng, hỡi con người,
Chẳng phải nhà Israel là nhà nổi loạn sẽ hỏi con: ngươi làm gì đó sao? Hãy trả lời với họ: Chúa Giê-hô-va phán: sứ điệp này liên quan đến vua ở Jerusalem cùng cả nhà Israel trong thành đó. Con hãy nói: tôi là điềm cho các người. Họ sẽ gặp điều như tôi đã làm. Họ sẽ bị lưu đày và giam giữ. Vua từ giữa họ sẽ vác hành lý trên vai mình mà đi ra trong bóng tối. Họ sẽ đục lỗ qua tường để mang đồ ra. Vua sẽ che mặt vì mắt vua sẽ không thấy đất này. Ta cũng sẽ giăng lưới trên vua, và vua sẽ mắc vào bẫy ta. Ta sẽ đem vua qua Babylon là đất của người canh đê. Nhưng vua sẽ không thấy đất ấy mặc dù sẽ chết tại đó. Những kẻ ở chung quanh vua để giúp đỡ vua và quân lính thì ta sẽ làm cho tản lạc theo mọi hướng gió, và ta sẽ tuốt gươm mà đuổi theo họ. Khi ta làm tản lạc họ trong các dân tộc và rải họ ra trong các nước, thì họ sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, ta sẽ chừa lại một số ít người thoát khỏi gươm đao, đói kém, dịch bệnh, để họ có thể thuật lại mọi điều ghê tởm của mình cho các dân tộc mà họ sẽ đến ở, và họ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: hỡi con người, hãy ăn bánh trong sự run rẩy, hãy uống nước trong sự bối rối lo âu. Con hãy nói với dân chúng trong xứ rằng: đây là điều mà Chúa Giê-hô-va phán về cư dân ở Jerusalem và ở trong đất Israel. Họ sẽ ăn bánh trong sự lo âu và uống nước trong sự kinh hãi. Vì đất này vốn trù phú sẽ trở nên hoang tàn do sự bạo hành của tất cả những người sống ở đó. Các thành đông dân sẽ trở nên tiêu điều, đất sẽ bị hoang vu, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: hỡi con người, có một câu tục ngữ về các ngươi trong xứ Israel rằng: ngày tháng trôi qua, mọi khải tượng không thành sự thật. Lời ấy có nghĩa gì? Vì thế, hãy nói với họ: Chúa Giê-hô-va phán: ta sẽ làm cho câu tục ngữ ấy chấm dứt, không ai dùng nó làm tục ngữ trong Israel nữa. Nhưng hãy nói với họ rằng: những ngày gần đến, mọi khải tượng sẽ thành sự thật. Vì sẽ chẳng còn một khải tượng hư không hoặc một điều bói khoa vua định nào nữa trong nhà Israel. Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ phán và lời ta phán sẽ thành sự thật, không chậm trễ đâu. Hỡi nhà nổi loạn, chính trong ngày các ngươi mà ta sẽ rao lời tiên tri và nó sẽ thành sự thật. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: hỡi con người, nhà Israel nói rằng khải tượng mà người này thấy còn lâu mới thành sự thật, và ông ta nói tiên tri về một tương lai còn xa vời. Vậy nên hãy nói với họ: Chúa Giê-hô-va phán: chẳng có lời nào của ta sẽ bị chậm trễ, nhưng lời ta phán sẽ thành sự thật. Chúa Giê-hô-va phán vậy.